Chào mọi người, mình bắt đầu luôn phần của mình nha. Đây là slide về fashion, mình làm project về fashion C2C. Thì mình trước tiên mình trình bày về cái slide PowerPoint của mình. Overview, trước tiên thì cái mình sẽ trình bày gồm có 3 phần ha. Overview, User Detail và Buyer Detail là gồm 3 phần mình tách. Do là mình không có đủ thời gian về seller cho nên là mình sẽ chỉ tập trung vào User và Buyer thôi. Mình đi vào phần Overview ha. Cái page C2C này thì gồm có 99.000 thành viên đến từ 199 quốc gia. Thì số lượng sản phẩm bán được cho tới thời điểm hiện tại là 12.000 sản phẩm. Số lượng sản phẩm mua đã mua thông qua pay là 17.000. Nhưng thực tế thì chỉ có hơn 7.311 lượng user là người mua và người bán tham gia vào trong pay thôi. Trong đó thì có khoảng là 5.48 người mua trên user, 5.48%. Còn lại là 1.91% là người bán. Mình đi vào phần user detail. Lượng user trong cái detail này thì nó dựa trên cái 7.300 mà mình vừa nói ở trang overview. Thì có khoảng 3/4 là người mua, 54% cái lượng user 7.000 đó thì là người... người mua là nữ. Được user, tổng lượng user mà có tương tác là hơn 339.000 follower và 833.000 following. Chủ yếu mà cái lượng mua bán, tổng số lượng sản phẩm mua bán thì chủ yếu đến từ các quốc gia như là France, Utah, Uni, Italia và một số quốc gia khác. Tổng số lượng bán được thì đến từ những user mà hoạt động thường xuyên trên pay. Cái lượng mà bán lớn tiếp theo thì đến từ 83.000 user mà không có active trong vòng hơn 1 năm. Và cái nhóm này cũng là cái nhóm mà có lượt tương tác lớn nhất trên pay C2C này. Ở dưới mình có chèn thêm một cái biểu đồ từ Power BI là cái nhóm user mà không active thì có cái biểu đồ cao nhất là lượt tương tác nhiều nhất. Thông qua cái về overview và user detail data về hai cái thông tin từ hai cái bên này thì mình có một cái số điểm cần lưu ý, số điểm cần chú ý như là cái lượng user quá lớn là 83.000 user không hoạt động trong hơn một năm trời trên 99.000 user của pay, nó quá là nhiều, chiếm rất là đa số ở trên cái pay này là không có hoạt động. Thì mình có giả định là có thể khả năng là do cái thời điểm ban đầu khi mà pay mới hoạt động thì có thể thu hút làm chiến dịch để thu hút lượng user lớn đến với pay thì có những cái chương trình discount hoặc là voucher thì thu hút một lượng lớn user đến với pay, nhưng mà sau đó thì sau khi họ bỏ ra một số lượng nhỏ order trên pay, sau đó thì họ không quay trở lại nữa. Nên là lượt tương tác của cái 83.000 user không hoạt động thì rất là lớn so với những user còn lại. Mình có đề nghị là có thể thu thập thêm thông tin từ 83.000 user này để tìm lý do tại sao họ không quay trở lại, không đăng nhập và không tương tác sau đó, sau hơn một năm trời. Thì sau đó mình có thể tìm những cái phương thức để có thể tạo ra doanh số nhiều hơn từ 83.000 thành viên này để quay trở lại pay shopping. Ở phía dưới thì mình có dàn thêm hai cái chart từ Power BI. 83.000 thành viên mình chỉ có hơn gần 4.000 lượt mua bán ở trên pay mà thôi, mà lượt tương tác cũng rất là lớn. Tiếp theo thì mình qua cái phần cuối cùng là phần chi tiết về người mua, nhóm mua trên pay của mình. Thì lượng mình có tỷ lệ phần trăm mua là 7.64% trên lượt like, tức là khoảng 100 lượt like thì sẽ có khoảng 7-8 lượt mua. Tiếp theo là đến tương tự như vậy đến với phần trăm lượt
mua trên cái lượt mà đã bỏ vào giỏ hàng là cao hơn gấp đôi, là khoảng 16%. Và lượt follower trung bình và following thì, và cái này chia theo từng trung bình của từng nước, là trung bình của từng nước gom lại thì khoảng follower là trung bình là khoảng 7 7 follower, và gấp đôi là following là 13. Thì lượng mua bán ở trên cái nhóm mua này chủ yếu là như mình giới thiệu ban đầu là khoảng 17.000. Sản phẩm bán được cho đến thời điểm hiện tại thì nó được chủ yếu rơi vào những cái nhóm nước top, những cái nước như là từ Frank là 3.600, USAT là 2.400 và Royal Mail Uni là 2.200. Tiếp theo là những nước khác, và những cái nước này là chiếm tỷ trọng mà mua nhóm mua trên pay rất là lớn. Qua dữ liệu về người mua thì mình cũng phát hiện ra một số những điểm cần lưu ý, như là lượt tương tác của những cái nhóm mà có cái lượt mua lớn á, thì chỉ là ở mức độ trung bình thôi. Còn những cái nước tiếp theo, những cái nhóm nước mà tiếp theo phía sau những cái top đầu tiên á, thì có lượt tương tác rất là lớn nhưng mà lượng mua chưa có được cao. Trong đó thì có một cái nước Đan Mạch á, thì có lượt tương tác like rất là lớn và nổi trội hơn so với các đất nước còn lại. Về cái lượt offline mà tương tác thường xuyên nhất mà nhiều nhất, mà online thường xuyên nhất ở trên pay, thì là không rơi vào những cái nhóm nước có lượt mua cao đứng đầu như là Ukraine, Luxembourg, Portugal. Thì mình có những cái đề nghị là có thể check lại data của Ukraine và Đan Mạch này, tại vì bên Ukraine thì chỉ có một user nhưng mà tới lượt follower tới 165 lượt follower và following tới 157 following lận, mà chỉ có một user mà thôi, thì có thể data có vấn đề. Còn nếu mà data đúng rồi á, thì mình có thể xem lại, và pay có sẽ xem lại là có thể dữ liệu xem lại cái lượt like và lượt tương tác của những cái đất nước mà chưa có lượt mua lớn nhưng mà lượt tương tác rất là lớn, thì có lý do gì mà tại sao họ tương tác lớn như vậy mà họ không không đi đến đặt đơn hàng, hoặc là đi đến một cái thao tác tiếp theo là đặt đơn hàng trên pay. Có thể là về lý do về giá cả hay là về vấn đề gì đó, thì mình có thể kiểm tra lại, để hoặc là mình có thể tạo thêm nhiều cái event hoặc là flash sale hoặc là promotion để có thể đẩy sale từ những đất nước này để đẩy doanh số của pay lên. Mình đã xong cái phần slide PowerPoint của mình. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình chuyển qua phần Power BI. Nãy mình có nói chi tiết về cái phần PowerPoint của mình. Thì tới cái phần Power BI cũng là những cái thông tin chi tiết. Ở trên này có một số cái chỉ tiêu về, cũng có ba cái phần chính là overview, user và buyer. Thì mình đang ở trên cái page, cái trang đầu tiên là overview, cũng có một số key metric mình có đưa lên slide rồi. Về số lượng user là nữ và nam, thì nữ vẫn là chiếm ưu tiên, được chiếm nhiều nhất, 3/4, hơn 3/4. Và đây là tổng lượng mua bán trên page top 10 nước. Bên đây là mình có chia theo cái user active, là những user mà không active trong vòng 1 năm là 83%, hơn 83.000 user. Về phần cái page tiếp theo là về user detail, thì cũng có một số cái trung bình về lượng follower, following và thumbnail của những cái những tất cả những bạn user này, khoảng là cũng khá lâu, khoảng trên 8 năm, gần 9 năm. Ở phía dưới là những chi tiết về user, hơn 7.000 user active, thì trong đó thì mình cũng nói ban đầu là 3/4 được người mua, và 3/4 là người mua, còn lại là người bán, chiếm chỉ có 1/4 thôi. Biểu đồ bên này thì tách riêng ra là 10 nước có sản lượng có lượt mua cao và 10 nước có lượt mua lượt bán cao. Thì cũng thuộc về những cái đất nước gần top, những cái đất nước như là Pháp và những đất nước mà mình đã liệt kê trong slide. Ở phía dưới là những lượt tương tác, lượt mua bán của những user chia theo user active, thì nhiều nhất vẫn là user, những cái user mà active thường xuyên ở trên pay, lượng là 18.000 sản phẩm mua bán
với hơn 4.000 thành viên là 4.000 thành viên active thường xuyên liên tục trong vòng 1 tháng, còn lại là 83.000 thành viên không hoạt động trên pay nhiều hơn một không đăng nhập trên hơn pay hơn 1 năm trời, và có lượt mua bán cũng trung bình khoảng gần 4.000. Và bên đây là lượt tương tác của những user này, thì lượt tương tác của cái lượng cái nhóm mà 83.000 user không active trong vòng 1 năm thì là cao nhất. Thế mình chuyển qua trang cuối cùng là người mua hay nhóm mua. Cái nhóm mua này cũng chia theo cái lượng mua bán nhiều nhất, được sắp xếp theo lượng mua bán nhiều nhất, và sau đó là lượt tương tác của những cái nhóm nước có lượt mua bán nhiều, lượt mua nhiều nhất. Bên đây là những cái nhóm mà nhóm mua có tương tác mà hoạt động thường xuyên nhất, những đất nước có hoạt động thường xuyên nhất mà lượt tương tác cũng cũng là cao nhất luôn. Ở phía dưới là tỷ lệ mua trên trên lượt like và tỷ lệ mua trên nhóm các giỏ hàng trên giỏ hàng mà đã mong muốn mua rồi, thì tỷ lệ những cái nhóm mà trung bình là vẫn là cái nhóm tương tác nhiều mua mà trên like rồi trên trên cái nhóm đã giỏ hàng bỏ vào giỏ hàng rồi, thì cái đất những cái nhóm đất nước này thì có hai cái đất nước là không có nằm ở khúc nhóm phía sau chứ không phải là những cái nhóm top đầu tiên như là Paraguay, Luxembourg, mà hai đất nước mà có lượng tương tác nhiều nhưng mà lượng tương tác online nhiều nhưng mà lại chưa có tổng lượng mua, lại chưa có nằm trong cái top. Như mình cũng đã đề nghị là mình có thể đẩy sale ở những đất nước mà có lượng tương tác nhiều để tìm hiểu nhu cầu của những nhóm những khách hàng ở những đất nước này, xem họ có thể là do giá cả hoặc là cái gì đó mà họ lượt tương tác họ rất là lớn nhưng mà chưa có đặt đơn trên cái pay của mình. Mình kết thúc trình bày của mình. Ok, cảm ơn Quỳnh. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu với cả phần nhận xét nhá. Thì mình sẽ nhận xét trước, sau đấy thì sẽ đến Trinh. Thì về mình sẽ nhận xét cũng lượn quanh những cái tiêu chí nữa mình có đề cập. Thì thứ nhất là phần nội dung của cái phần 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 slide trình bày, thì mình thấy đấy là cũng như là cái phần bao BI thì một cách tổng quan thì những cái đặc điểm chính của liên quan đến khách của cái tập dataset này thì cũng đã được Quỳnh đưa vào trong trong cái bài phân tích của mình đó. Và về còn về cái tổng thứ nhất là còn về cái tổng quan cách trình bày thì cái phần slide được bố cục cũng cũng mình thấy là hợp lý. Sau đó thì đi vào sâu chi tiết từng cái slide thì cũng đã ở mỗi slide thì đều đã đưa ra được những cái gọi những cái key metric, những chỉ số chính để thể hiện những cái đặc điểm của user. Và sau đó thì sau mỗi phần phân tích thì đều đưa ra luôn cái có một cái slide về focus point ấy, và mình gọi là đưa ra những cái để đề cập đến những cái phát hiện từ cái dữ liệu đó, và sau đấy thì mình đề xuất luôn những cái action đó. Thì những cái đấy nó là một cái rất là cần thiết, bởi vì nhiều khi các bạn làm phân tích dữ liệu thì sẽ luôn cái bị cái việc đấy là mình cứ phân tích, mình cứ đưa hết tất cả những cái số liệu ra, người theo dõi người ta sẽ theo dõi xong người ta không hiểu là ok thế bây giờ đưa cái số đấy ra để làm gì. Nó đưa rất nhiều số liệu các kiểu ra nhưng mà người người xem người ta không biết là người ta xem cái số đấy xong để làm gì đó. Thì cái việc mà cứ sau khoảng một hai slide mình đưa rất nhiều số ra, hay thậm chí là chính trong mỗi cái slide luôn mình đưa ra những cái phân tích gọi là phân tích mô tả đó, và mình sẽ đề xuất luôn đấy là cái điểm gọi là điểm bất thường, hay là những cái phát hiện gì về dữ liệu đó mình đã tìm ra, và mình đề xuất luôn cho họ là họ có thể làm gì. Thì mình đối với mình đấy là một cái rất là cần thiết đó. Còn một cái điểm nữa có thể bổ sung cho cái phần nội dung của report này đấy là cái dataset này một dataset rất là hay, nó về cái C2C là giống như cái sàn như kiểu Shopee các thứ đó, nó cái sàn mà mình có thể là giới thiệu cái dataset nó rất là hay, thì có thể giới thiệu thêm một chút đấy là cái dataset này nó là gì đó, có thể là các bộ dữ liệu này thì mình đã xử lý những cái gì từ cái dữ liệu đó đó, thì có thể bổ sung thêm cái phần như thế. Còn về tổng quan thì mình nội dung thì cũng khá là ok rồi, cũng như vậy Quỳnh có nói thì mình cũng chưa có thời gian để mình có thể đi sâu hơn về cái mặt là seller đúng không. Thì cái sàn này nó cũng sẽ có là ngoài buyer ra, những người mua hàng ra, có những người seller và đăng tin đăng cái hàng hóa trên đó nữa, thì mình cũng có thể là phân tích thêm đó. Cái phần đấy có thể để sau, nếu sau này Quỳnh có thời gian có thể đào sâu hơn về cái dataset này đó. Phong cách trình bày thì mình thấy là cũng cũng Quỳnh đã rất là am hiểu về cái dữ liệu, nhưng là dataset này nó cũng sẽ không đơn giản đúng không, cái cấu trúc nó cũng không phải là quá là đơn giản, chia rõ thành bảng đi bảng phách để mình có thể là
phân tích đó thì cũng đã dành rất nhiều thời gian để có thể hiểu được cái dataset này. Về cái cách gọi là truyền truyền tải thông tin tới đến của người đến người nghe thì mình thấy là Quỳnh có thể là đang nói hơi hơi nhanh một chút đó, và mình có thể là đi từ từ hơn, mình nhấn cái dataset này có rất nhiều những nhiều những phân tích mà ở trong cái này của Quỳnh rất là hay, mình có thể đi từ từ hơn, nhấn mạnh một chút những thông tin thú vị như kiểu là thông tin về inactive user này hay những cái đề xuất của mình đó, thì mình nói một cách từ từ, mình nhấn mạnh cho người ta ấy, cho người nghe thì có thể là nó sẽ thuyết phục hơn đó. Thì đấy một số một cái điểm nhỏ rồi. Còn tiếp theo là về cái hình thức report thì cũng tương đối là tuân thủ các nguyên tắc về thiết kế report và visual đấy, như kiểu cái phần cái trang Power BI này chẳng hạn đó, thì những cái key metric overview, mình đi từ overview của dữ liệu sau đó mình đi xuống những cái phân tích chi tiết hơn về user, buyer, sẽ có thể sau này là seller nữa đó, thì mình cũng đã có một cái key metric đây để khi mà nghĩ là sếp lãnh đạo vào xem báo cáo này ngay lập tức mình nhìn thấy luôn cái key metric của doanh nghiệp của mình đó, và cũng nhìn theo một số những cái quan trọng nhất là key metric về user, thì đấy mình sẽ nhìn thấy một số những cái dimension khác nhau của user để hiểu hơn về cái tập khách hàng của mình đó. Hay là những cái trang sau thì cũng có những cái thiết kế cũng khá là hợp lý đó, các cái bố cục nó có section với nhau, nghĩa là cái chỗ nào là có key metric, chỗ nào là bộ lọc các kiểu thì cũng được trình bày nó đồng nhất với nhau, bởi vì là người dùng của mình đôi khi họ cũng sẽ không quá là gọi là am hiểu về công nghệ hay là họ muốn mày mò ấy, thì mình cũng sẽ cần thiết kế những cái trang report của mình để cho người xem người ta dễ dàng người ta điều hướng người xem ra cách sử dụng đó, bố cục các kiểu rồi thì màu sắc cũng rất là bắt mắt đó. Một số những điểm nhỏ nhỏ hơn ví dụ như là có cái column chart của Quỳnh thì nó được thiết kế hơi sát nhau chẳng hạn, nên mình trải rộng nó ra hoặc là mình thay đổi kích cỡ của cái trang report ấy để cho nó rộng rãi thoải mái ra, thì người dùng người ta nhìn người ta đỡ bị gọi là xin xít với nhau đấy. Thì mình có thể là đương nhiên là cũng cố để cho nó vào trong một cái màn hình như thế này, nhưng mình có thể là kéo dài ra hơn một chút cũng được, nhưng mà những cái phân tích đó thực sự ý nghĩa thì mình có thể là để cho nó rộng ra thì nhìn cho nó cũng cũng dễ dàng hơn đó. Thì đó, còn về tiếp theo có phần cuối nữa liên quan đến cái phần là các kỹ thuật sử dụng trong trong visual hay mức độ phức tạp ấy, thì ở đây cái mình đánh giá là cái này nó đang ở ngưỡng đấy, là nó đang mô tả lại cái dữ liệu đó. Còn nếu như mà mình sau này mình có thể là tìm hiểu sâu hơn, nó sẽ có một số những cái cách có thể như kiểu trước trong lớp mình có một số bạn làm theo cái framework về OFM, mình customize cái user của mình ra, customize cái buyer của mình ra chẳng hạn, để mình có thể chấm điểm cho nó xem là đấy user này thì sẽ thuộc điểm có những điểm như thế nào, rồi thì mình cũng sẽ tương tác với những khách hàng đó nhiều hơn đó. Thì có thể tập dataset này nó cũng đang hơi hơi khó để làm những việc đó, nhưng mình có thể mình sẽ làm một số quyết định nâng cao hơn như thế ở bên ngoài thực tế đó, thì cái này dần dần mình đi làm mình trải nghiệm hoặc là mình có những cái tìm hiểu mình sẽ làm được thôi đó. Còn về cuối cùng nữa là về tính chuyên nghiệp thì ra trau chuốt đã đầu tư rồi đó, dành rất nhiều thời gian để hiểu được dataset này đó, thì đấy là một số nhận xét của mình. Cảm ơn Quỳnh nhá. Có chắc là tiếp theo thì nhờ đến Trinh nhỉ, Trinh có comment gì về về cái bài này của Quỳnh không? Xin chào mọi người, xin chào Quỳnh, mình là Trinh ha. Thì mình có một số cái comment nho nhỏ cho cái bài trình bày của Quỳnh. Thì nhìn tổng quan thì cái bài phân tích của Quỳnh khá là tốt. Bạn đã khi mà đứng ở cái view là Trinh là người đầu tiên Trinh xem Quỳnh trình bày, cũng như là Trinh cũng chưa tìm hiểu nhiều về cái bộ dataset này á, thì Trinh thấy là Quỳnh đã có một cái am hiểu khá là tốt về dataset, để có những cái phân tích rất là cụ thể, đi từ overview data như thế nào, có lượng viewer rồi following bao nhiêu, rồi đi đến detail của từng đối tượng là user hoặc là buyer. Song song đó thì cái bài phân tích của Quỳnh thì Trinh cũng thấy là mình cũng không chỉ dừng lại ở phân tích mô tả, đó là miêu tả dữ liệu nó có cái gì mình show ra cái đó, thì Quỳnh còn có những cái giải thích tại sao số liệu nó lại diễn ra như vậy. Ví dụ như Trinh nhớ có một cái phần ở tầm cái slide số 4, số 5 gì đó, thì mình có một cái đưa cái thông tin đó là tỷ lệ inactive của following, mình có đâu đó khoảng 80 mấy ngàn inactive user, trên total là 99.000 user follow đúng không? Thì bạn cũng đã giải thích được là những cái pay này lúc mà nó mới vừa launching, nó mới release ra trên thị trường thì nó chạy quảng cáo campaign để nhiều khách hàng họ vào họ follow rồi họ mua hàng,
trong cái đơn hàng đầu tiên, sau đó họ không quay lại mua hàng nữa, dẫn đến cái lượng inbox rất là cao. Rồi bạn cũng có những cái suggestion, đưa ra những cái gợi ý là mình nên action gì để mà cải thiện cái tình trạng hiện tại, thì cũng rất là đồng ý với Quân về cái phần nhận xét. Khi mà nhận xét bạn đã có những cái suggestion đó, thì khi mà các bạn làm phân tích á, thì cái người nghe rất là mong muốn là khi mà nghe xong cái bộ dữ liệu của mình đã phân tích rồi, sẽ có người nghe rất là mong muốn là xem là bạn có gợi ý, có đưa ra những cái lời đề nghị gì để mình apply được cái phần suggestion đó trong công việc cũng như là trong những cái quyết định trong công ty. Rồi, ở cái phần hình thức report á, thì mình có một cái comment nho nhỏ là ở những cái chat của Quỳnh á, ví dụ như trên màn hình của Quỳnh show là những cái column chat đúng không? Mình có để data label cho từng cái chat, top 10 country nè, cái chat chính giữa phía trên và cái chat bên phải, cũng như cái chat góc bên phải bên dưới interaction á, thì mình để data label, nhưng mà Trinh thấy nó chưa có consistent á, nó chưa đồng nhất giữa các label. Một cái thì bạn đang để cái nền màu đen đúng không, rồi top 10 country 2 gạch product show thì bạn không để nền, và bên dưới bạn để nền màu trắng, thì nếu mà nó hoàn hảo hơn thì bạn nên để nó cùng một định dạng trên một trang báo cáo ha. Thứ hai nữa thì giống như hôm hôm trước trong cái bài học của mình, cái buổi 9 buổi 10 mình có học về những cái nguyên tắc visualize, cái chat của mình nên tối giản ở cái mức mà đến khi nào bạn không thể bỏ được những cái yếu tố gì ở cái visual của mình nữa. Thì đây cái những cái visual của mình đã để lên label rồi, thì Trinh nghĩ là mình cái đường redline á, cái đường ngang ngang của mình á, mình nên bỏ đi, thì lúc đó cái visual mình nó sẽ trở nên nó thoáng đãng, nó trống hơn ha. Ok, cảm ơn bạn. Để À mình rồi, Trinh thấy có một cái rất là đáng hoan nghênh, đó là bạn để thêm một cái bút mạc đặt Clear On Filter ở góc trên bên phải á, thì cái điểm này rất là hoan nghênh tinh thần của bạn, tại vì á khi mà xem báo cáo, mọi người khi mà người dùng báo cáo á, khi mà có nhiều cái slicer ở trên mặt báo cáo mình click chọn nhiều quá, thì lúc đó thì mình sẽ không nhớ là mình đã filter cái gì đó, đã filter những cái slicer nào, thì lúc này cái nút Clean filter này nó có ý nghĩa thật sự khi mình dùng báo cáo. Một cái góp ý nữa đó là ví dụ như cái trang overview, mình bắt giúp Kinh qua trang overview đi. Bên góc trái của mình nè, mình có khá là nhiều cái score kẹt á, 2, 4, 7 cái, thì khi mà nhìn vào á, thì người dùng lại tốn một cái thời gian nho nhỏ để mà đọc cái score kẹt này có ý nghĩa là gì, thì Trinh thấy nó đang chia thành ba nhóm đúng không? Một nhóm là liên quan đến volume, một nhóm thì liên quan đến phần trăm, phần trăm user, thì có thể là mình có thể group nó lại ha, group nó lại thành hai nhóm, để mà khi mình nhìn vào cái là mình biết à cái score kẹt này nó đang phân thành hai nhóm đối tượng, và mình sẽ nhìn cái visual nó nhanh hơn là khi mình để dàn trải chung như vậy. Thì Để group mình nó tắt. lại ở đây thì mình có thể là làm một cái khung á, mình insert cái shape, sau đó mình sẽ làm một cái border, mình chia nó thành hai nhóm trên dưới. Cái này là theo góc nhìn của Trinh, thì Trinh thấy mình nên như vậy để tách ra mình nhìn nó nhanh hơn. Rồi với lại nếu mà perfect hơn là ví dụ như trang đầu tiên là mình để cái score kẹt là mình góc trái đi dọc xuống, thì hai cái trang kế bên đó thì mình cũng có thể suy nghĩ là mình có thể làm cái format layout nó tương tự như vậy, là score kẹt mình để góc trái dọc dọc xuống, để ba cái layout nó sẽ đồng nhất consistent với nhau. Thì hiện tại Trinh thấy là hai cái page sau mình đang để dàn ngang phía trên đúng không, page đầu tiên mình đang để dọc mà bên trái, thì hiện có thể cân nhắc, mình có thể cân nhắc là mình sẽ làm layout cho ba trang nó y hệt nhau luôn, để mà mình chuyển trang á thì mình đỡ phải relax cái não mình để mình đọc lại dữ liệu. Tại mình muốn tạo sự khác biệt thôi. Giống như là hai cái bài kia nó sẽ khác biệt với bài overview á. Ok. Cũng hợp lý. Với lại một comment nhỏ xíu nữa thôi, là cái PowerPoint của Quỳnh á, cái PowerPoint trình bày của Quỳnh, thì Trinh thấy là đúng rồi, thì cái
cái phần hình của Quỳnh á, mình chèn nó vào nó hơi bị nén lại đúng không? Những cái slide mà có hình á. Nó bị vỡ hay sao ta? Chứ nhìn không thấy rõ luôn. Đúng rồi, ví dụ như ở đây đi, trên cái page trước đó, đây nè, chính thấy giống như là nó bị nén dẹp lại đúng không? À cái chạc đó hả? Đúng rồi. Tại vì cái đó là kiểu như cắt dán ra chứ không phải là cóp vô. Thì ở đây thì Trinh nhìn Trinh cảm giác nó hơi bị nén lại á, dẹp xuống á, thì mình có thể làm như thế nào để nó nhìn rõ hơn, tại vì mình đưa cái hình ở đây để người dùng nhìn vào hình người ta thấy đúng không? Còn đây nó hơi nhỏ nên mình thấy chữ thôi, còn cái hình thì nó không có đập vào cái sự tập trung của mình lắm. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái chạc vào như thế nào ta, mình cũng đang Thì chỉ mình có phải thể phóng to nó lên, phóng to rồi thì lại không đủ chỗ ra như cái khác. mình có thể chia chia layout thành bên trái và bên phải, cái hình là bên phải mình phóng to nó lên rồi cho chữ nó nhập bên trái, mình chỉnh sửa layout lại thôi. Nhưng mà không có cách nào khác để mình chưa chạc vào đúng không, đưa chạc vào trong cái slide đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình có export toàn bộ một cái file Power BI ra file PowerPoint. Còn đây là Huyền đang làm ở dạng presentation đó, thì mình chỉ cần cắt dán thì nó hợp lý nhất. Thì mình chỉ cần chỉnh cái layout nữa là nó ok rồi. Ok Ừ. chứ. Ừ, rồi mình cảm ơn Quỳnh nha. Mình cũng không còn góp ý gì thêm. Ok, cảm ơn Trinh. Cảm ơn Trinh có nhận xét rất là chi tiết nhé. Và hy vọng là những cái có nhận xét của mình, của Trinh thì có thể giúp cho Quỳnh có thể có bổ sung thêm những cái thay đổi trong cái hoặc là update cập nhật thêm trong cái bài trình bày của mình. Ok, cảm ơn Quỳnh. Thank you.